Và ngay bây giờ, trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện quan viên của họ nhà trai sẽ có ý kiến phát biểu. Trân trọng giới thiệu, trân trọng kính mời và kính mời bác. Dạ vâng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ và các tân khách và các bạn nam nữ gần xa của hai cháu. Vâng, tôi xin phép. Tôi được đại diện cho họ nhà trai. Tôi là chú ruột của chú rể hôm nay, gọi là cháu Bắc. Qua thời gian hai cháu tìm hiểu đã chín mùi, được sự đồng ý của hai gia đình và hai địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi sửa lễ xuống để xin dâu và được mời các cụ, các ông, các bà là ở dưới họ nhà gái là lên trên dự là tân hôn hai cháu là ở hội trường chính ở trên họ nhà trai. Vâng, tôi cũng rất cảm ơn các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đã tiếp đón lồng nhiệt họ nhà trai chúng tôi. Và tôi xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ vâng, xin quý vị một trong tay thì cùng cảm ơn ý kiến phát biểu và ngọc của vị đại diện quan viên của họ nhà trai. Vâng, thưa quý vị thân mến, và nhà trai đã phát biểu rồi, bây giờ nhà gái cũng có những lời nhủ khuyên. Và tiếp theo trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện quan viên của họ nhà gái có ý kiến phát biểu. Trân trọng và kính mời bác. Vâng, lần đầu tiên này xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà ở phía họ nhà gái đã bớt chút thời gian bằng ngọc đến chung vui với gia đình chúng tôi. Và tôi cũng xin chấp nhận cái lời đề nghị của bác phía họ nhà trai để chuẩn bị rước cháu Trang lên phía họ nhà trai để làm lễ. Một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị trong hôn trường hôm nay một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại diện của quan viên của họ nhà gái. Vâng, và xin mời hai bác đại diện họ nhà trai và họ nhà gái bắt tay nhau một cái để chúc cho tình thông gia hai nhà bền chặt từ đây như một ạ. Ở phía dưới xin mời quý vị chúng ta một tràng pháo tay cùng ạ. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn hai bác và trân trọng cảm ơn hai bố mẹ. Xin mời các bác sẽ tới bàn trà để cùng dự tiệc nước tiệc trầu.